mình làm công việc thứ nhất là ngồi ngồi dậy là thường ở khoảng 1 tiếng 1 tiếng rưỡi là đứng dậy cứng nhất, con phải đi dậy và tập là mới đi theo được. À rồi nó cứng sống rồi. Thứ hai nữa là mình đứng lâu quá thì nó cũng tức, nó tức hai cái mông rồi. Và phần thứ ba nữa là nó được tê tê cái tay này tức tay nữa là đó. Rồi vậy thôi dòng ta đứng dậy đi, dòng ta là ta ngồi. À, rồi cái chúng ta là vòng quen. Ok, đưa ra. Ở nhà hồi xưa giờ làm nghề gì? Nghề mộc. Nghề mộc là hèn chi, đúng là bệnh nghề nghiệp rồi. Ông ngồi gõ thiếp rồi nè. Đâu có bệnh về thợ mộc là ông làm nghề gù lưng hết. Chứ còn khi mà mình đau vậy rồi cứ để thiếp ra là nó cứng cái xương sống hết. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186-688 hoặc 0983-581-652.